Ok. Xin chào anh em, chúc anh em cuối tuần vui vẻ nhé. Chào mừng anh em quay trở lại với Sống Cùng Xe. Tôi đang đứng cạnh một chiếc xe có thể nói là rất hot, Hyundai Accent 2021. Xe vừa về đại lý thôi, và tôi may mắn mượn được một chút xíu thì cũng làm cái video này ngắn gọn thôi để chia sẻ với anh em trong cái Accent mới này nó có những gì thay đổi. Và nếu anh em muốn là một trong những người mà tới dự cái lễ ra mắt của mẫu Accent này vào khoảng tầm cuối tuần này thì anh em đừng ngần ngại và liên hệ với số hotline bên dưới nhé, để mình có thể nhận được những cái vé VIP đầu tiên. Chiếc Accent này có gì đặc biệt thì cái đặc biệt nhất chính là cái này. Anh em nhìn nhé, xe đang khóa này, chìa khóa này. Tôi để nổi từ xa cho anh em xem. Chất không ạ? Cái này mà nếu mà mùa hè này chúng ta cần làm mát xe trước khi vào xe, hoặc là mùa đông chúng ta cần sưởi ấm nhé. Thì đây là một trong những option rất là tuyệt vời và một trong những cái điểm mà Accent được nâng cấp mới. Ngoài cái tính năng này ra thì còn có những cái gì nữa thì bây giờ tôi sẽ mời anh em chúng ta cùng quan sát cụ thể nhé. Và rất mong anh em thông cảm mà đây là video review nhanh nên là tôi sẽ cầm máy và tôi sẽ nói trực tiếp nhé. Còn mời anh em chúng ta cùng tìm hiểu. Đây, tổng thể chiếc Accent này. Ở đây đây là phiên bản Accent đặc biệt nhé, bản cao cấp nhất ấy. 1.4 AT số tự động bản đặc biệt, bản mà có giá nóc ấy. Đây em nhìn thấy giá nóc kìa. Đấy. Về cơ bản này, mẫu xe này nó có một số cái tính năng và một số cái option thay đổi nhé. Thứ nhất là anh em quan sát về cái mặt kích thước thì nó vẫn giữ nguyên cái kích thước tổng thể so với mẫu Accent cũ. Đây, Accent cũ ngay bên cạnh luôn. Đó. Và đây là bản mới này. Nó có những cái gì khác biệt? Thứ nhất là ở phần đầu xe thì mình sẽ có này, cái mặt ca lăng, anh em nhìn đẹp không? Cực kỳ chất ở cái mặt ca lăng này luôn. Đấy, nó được sơn cái kiểu sơn khói nhám nhá, rất là đẹp. Và cái dạng của nó làm là dạng tổ ong. Cụm đèn này thì cũng được quấn sắc nét hơn này. Mình vẫn có những cái tính năng cơ bản, ví dụ như là đèn đề mi này, rồi là đèn led này, đèn led ban ngày, xi nhan. Đấy, phía dưới vẫn là cái đèn bi cầu nhá. Và nó vuốt, nó có những cái nét tương đồng với chiếc Elantra phiên bản mới. Ở cụm đèn này này, khá giống Elantra này. Những cái đường cắt gọt như này cũng khá giống Elantra. Đó, đây là tổng thể diện mạo vào đầu nhá. Lui xuống phía dưới, cái hốc hút gió của mình và cái cản chống va đập phía trước, nó cũng là một cái sự trang trí hoàn toàn mới. Ở phía dưới này thì mình vẫn sử dụng cái khối động cơ cũ nhá, 1.4 lít. Và rõ ràng là trong phiên bản facelift nâng cấp nhẹ này thì Accent nó không thay đổi nhiều đâu. Đấy, vẫn giữ nguyên thông số về động cơ cũng như là hộp số cũ so với phiên bản mà đang bán. Ở phần hông xe này, điểm dễ dàng nhận thấy nhất anh em nhìn thấy đó chính là cái bộ mâm. Mâm này thì lại giống hệt như Elantra 1.6 số sàn. Và có lẽ là mâm này, như quan điểm cá nhân của tôi, thì nó không được đẹp bằng cái bộ mâm cũ. Mâm cũ của mình là bộ phay cắt, còn bộ này là bộ đúc hợp kim. Kích thước thì vẫn giữ nguyên như cũ, 195 55 R16 16 inch. Đây. Các chi tiết khác như là gương chiếu hậu chỉnh điện này, cụp điện có tích hợp xi nhan thì vẫn được duy trì nguyên này. Tay nắm cửa mạ chrome tích hợp cái nút mở cửa thông minh. Đây, phần cốp nhá. Phần cốp này thì bây giờ trên chìa khóa mình được bổ sung thêm một cái tính năng mới, bấm giữ này là sẽ mở cốp. Đấy. Các chi tiết khác về cụm đèn này thì gần như là giữ nguyên như cũ, cảm biến góc, cảm biến lùi giữ nguyên. Nó có một số cái thay đổi nhỏ thôi. Thứ nhất là ở cái hốc tản gió phía sau này, đấy, anh em nhìn thấy nó vuốt rất là sắc cạnh. Cái đèn phản quang phía sau này đi cùng với cái lipo này thì bây giờ anh em không cần phải làm giả nữa rồi. Một cái lipo, phần lipo rất là đẹp ấy. Và đèn phía sau này hoàn toàn là đèn led nhá. Đấy. Phía dưới cốp thì mình vẫn tương tự như trên phiên bản cũ thôi. Kích lốp dự phòng và dụng cụ sửa chữa. Rồi. Bây giờ mời anh em vào trong xe đi xem nó có những cái gì thay đổi. Đấy nhá, phần đuôi này. Nội thất bên trong thì không có thay đổi nhiều đâu, mình vẫn giữ cái form như cũ này. Ghế thì vẫn là ghế da thông gió màu kem phối với đen, cửa gió điều hòa ghế thứ hai vẫn trang bị đầy đủ. Và phía sau này mình vẫn giữ nguyên như cũ chứ gần như không có thay đổi gì. Đấy, bây giờ anh em mời anh em lên phía trước. À, anh em lưu ý nhá, ở đây thì Accent lại đang có một cái theo cái quan điểm cá nhân của tôi là cải lùi. Đấy là cái hàng ghế thứ hai này là mình cố định luôn chứ mình không gập theo tỷ lệ 60-40 như trước nữa. Có lẽ là Hyundai cảm thấy là đây là một trong những tính năng không cần thiết. Không gập được băng nhá, ghế cố định luôn. Cũng hơi phí. Trong xe nhá, anh em sẽ thấy này, đầu tiên ấy, cái màn hình của nó là tuyệt vời luôn. Đẹp nhất phân khúc rồi. Đây là một hệ thống màn hình kỹ thuật số nhá. Bên này là vòng tua này. À, bên này là tốc độ này, bên kia là vòng tua. Phía giữa, chính giữa ấy là những cái đèn báo. Đẹp không? Đẹp tuyệt vời luôn. Và thậm chí là cái biểu tượng ở giữa này cũng chính là cái biểu tượng của xe Accent thu nhỏ. Một cái bảng đồng hồ kỹ thuật số đẹp nhất phân khúc. Đây, phần vô lăng thì mình vẫn giữ nguyên như cũ này, cruise control này, tích hợp các phím điều khiển limit luôn.
Đấy, vô lăng bọc da nhé, rất đẹp và có thể điều chỉnh gật gù được. Đấy, phía bên này thì mình có những cái tính năng gì này? Đầu tiên là ở trên này trước ấy. À, như thường lệ mình có cửa sổ trời nhé. Đấy, cửa sổ trời trên Accent bản đặc biệt này cũng là một cái tính năng có thể nói là vượt trội ở phân khúc. Ngoài ra này thì mình có cái gương chiếu hậu chống gió điện. Đấy, cái màn hình này là một cái sự thay đổi hoàn toàn mới nhé. Anh em thấy cái màn hình này so với bản cũ nào? Cá nhân của tôi thì thấy nó đẹp hơn trên hình. Hôm trước có bạn nào bạn chụp trên hình mà xấu quá, nhưng mà hôm nay công nhận nhìn là cũng ổn nữa đấy. Phía bên cạnh những cái đường nét này thiết kế nói chung là ổn và nhìn nó khá là hợp lý. Nó vẫn có những cái tính năng cơ bản nhất, ví dụ như là kết nối điện thoại này, rồi là có cả kết nối Apple CarPlay với Android Auto nhé. Apple CarPlay này, Android Auto này. Rồi bản đồ dẫn đường. Cái bản đồ dẫn đường là thích nhất, tôi thích nhất cái bản đồ dẫn đường trên này. Hoàn toàn bằng tiếng Việt này, có cảnh báo tốc độ này. Rất là chi tiết và rõ ràng. Phía dưới như thường lệ thôi, mình vẫn có những cái phím điều khiển màn hình này và điều hòa tự động. Điều hòa tự động thì chỉ được trang bị trên phiên bản đặc biệt thôi, các phiên bản khác thì không được trang bị. Hộp số giữ nguyên này, phanh tay, dạng cơ vẫn giữ nguyên. Đó. Tính năng an toàn trên mẫu xe này thì cân bằng điện tử này, 6 túi khí, EBD, ABS là có đầy đủ hết. Màn hình này hôm nào có buổi có cái video cụ thể hơn cho anh em nhé, xem nó có những gì mới. Nhìn cũng hay phết đấy. Hoàn toàn tiếng Việt hết, rất dễ dùng, cảm ứng rất là mượt nhé, không khác gì một cái iPad luôn. Đó. Rồi, đây là tổng hợp lại nhé, anh em thấy trên cái phiên bản này này, nó có một số cái điểm thay đổi mới. Thứ nhất là về cái ngoại thất thì toàn bộ cụm đèn phía trước được vuốt lại này, bên hông có bộ la răng mới này. Bộ la răng lại đang bị chê nhiều quá. Phần đèn hậu thì vuốt chút xíu thôi, không đáng kể. Nội thất bên trong nhé thì mình sẽ có thêm những cái tiện nghi thì mình sẽ có thêm một cái màn hình mới này. Một cái màn hình to hơn cũ, một đồng hồ kỹ thuật số và ở bàn điều khiển. Đó. Mở cốp thông minh này, và tôi thích nhất là tính năng đề nổ từ xa nhé. Hiện tại mẫu xe này thì bắt đầu trưng bày các đại lý rồi, và nếu anh em có nhu cầu tìm hiểu tham quan ấy, lái thử thì xin vui lòng liên hệ với hotline nhé. Rồi một lần nữa cảm ơn anh em và tạm biệt. Hẹn gặp lại anh em ở những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.